Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý tư năm 2024. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Báo Ninh Bình, đại diện Thường trực các huyện thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Tại hội nghị dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đánh giá 9 tháng năm 2024, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, chương trình công tác toàn khóa và chương trình làm việc năm 2024. Tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được kết quả tương đối toàn diện, rõ nét trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ toàn diện hiệu quả, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh, công tác quy hoạch được quan tâm đẩy mạnh, kịp thời công khai và tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sản xuất công nghiệp phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá, hoạt động thương mại và dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao, đặc biệt là dịch vụ du lịch sản xuất nông nghiệp được mùa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão. Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Tổ chức tốt các sự kiện chính trị, văn hóa, hội thảo quan trọng mang tầm quốc gia, quốc tế, các giá trị bản sắc độc đáo được quảng bá lan tỏa toàn cầu, từng bước chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh mở rộng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị cho tự an toàn xã hội được đảm bảo. Làm rõ những kết quả đạt được của địa phương, đơn vị các đại biểu cũng nêu lên các khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất kiến nghị một số giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của năm, tăng cường xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất, phục hồi sản xuất sau bão lũ, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông một số đại biểu cũng đề nghị tập trung cao để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng, tiếp nhận công khai, kê khai tài sản thu nhập, nắm chắc tình hình nhân dân, triển khai thực hiện tốt luật dân chủ ở cơ sở, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh từ cơ sở. Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo các nghị quyết kết luận đã ban hành. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2024, chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, đồng thời thống nhất cao với các nhiệm vụ trọng tâm công tác quý tư năm 2024 đã nêu trong dự thảo báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh cần tập trung cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 14 của đảng, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã gắn với phát triển đô thị và tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ với tinh thần kiên định các mục tiêu đã đặt ra, hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 trong năm nay. Tổ chức tốt các hội thảo và sớm hoàn thiện ban hành nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản thiên ninh kỷ, thành phố sáng tạo, và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đồng chí bí thư tỉnh ủy lưu ý cần đặc biệt coi trọng đảm bảo tốc độ và chất lượng tăng trưởng, quan tâm hỗ trợ, đồng hành, động viên khích lệ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất, xây dựng nhà ở xã hội, thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai xây dựng một số công trình thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, tăng cường quản lý sử dụng tiền công đức tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, lễ hội, tạo dấu ấn riêng, quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế. Về lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị tập trung cao cho giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xóa các điểm đen tai nạn giao thông, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân trả lời làm rõ một số kiến nghị đề xuất của các đại biểu đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành các địa phương nhất là cấp ủy người đứng đầu cần đoàn kết sáng tạo dám nghĩ dám làm hành động quyết liệt nỗ lực cao hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã đề ra